Tôi Quốc Đức Hiển kính chào quý vị và ngày hôm nay tôi giới thiệu bộ ghế 8 thứ bằng gỗ gõ đỏ mặt tràn cột 10 vào ngày 2 tháng 7 năm 2016. Và bộ ghế này thì 8 thứ là gồm có 3 chiếc ghế đơn, một chiếc bàn lớn là 4, một chiếc bàn nửa là 5, một chiếc ghế dài 24 là 6 và hai chiếc đôn ngồi là 8. Đây là bộ ghế gõ đỏ chúng tôi thường hay xuất bán vào trong Quảng Ngãi. Đây là cái phong cách trong đó lại thích dùng như vậy. Và đang quay được từ phía trước của cửa hàng, phía trước khu A của chúng tôi. Ở bên kia là khu B. Hai khu tổng cộng chúng tôi là 2000m2. Thì bộ này thì cũng y hệt như cái bộ mà vào cuối năm ngoái chúng tôi làm xong một bộ, và đầu năm nay vào đúng cái ngày mùng, tôi nhớ mong máng là mùng 6 Tết, thì có khách hàng ở Mỹ Đình, anh đã lấy giúp cho chúng tôi một bộ, chính là bộ mở hàng cho năm nay. Và từ đấy đến nay, bây giờ đã là hết tháng 5 âm lịch, ngày hôm nay là 28 tháng 5 âm lịch, thì chúng tôi mới xong được tiếp hai bộ nữa. Thì đây là một bộ, chúng tôi chỉ quay một bộ thôi, hai bộ thì giống hệt nhau. Thì cái đặc sắc của bộ này, thứ nhất là cái cách dùng 8 thứ nó rất là hay. Nó kê theo hình chữ H này, tất nhiên kê theo kiểu khác cũng được, nhưng kê theo như thế này thì là ví dụ nhà ống thì bên trong là cái phông tường hoặc là cái chỗ để tivi hoặc cầu thang, thì bên này cửa ngoài đi vào này rất là thuận. Một bên ba ghế, một bên một ghế dài. Và cái ghế, và cái đặc sắc thứ hai nó là cái mặt là tràn hết luôn. Duy nhất gỗ gõ đỏ là làm được mặt tràn, còn những loại gỗ khác thì không đảm bảo cái tính chất là chịu đựng co ngót. Vì gỗ gõ đỏ là chịu co ngót tốt nhất. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đã phải hong rất kỹ. Tiếp theo nữa là cái đặc sắc thứ ba của bộ này là về cái phần đục chạm mai điểu, là với cái phần đục chạm với ghế như này là rất hiếm và đục rất kỹ rất lâu. Tôi nhớ là cách đây độ 2 ngày thì có một khách hàng có nói rằng là em ở xa không tiện mua của anh, thì em cũng lấy cái mẫu này đưa cho thợ. Mà họ pha ra rồi mà họ không làm sao tìm được thợ chạm. Người ta bảo người ta không thể đục chạm được. Thôi nhờ anh Đức Hiền đục chạm giúp. Thì ở đây có trả lời anh là không thể nhận đục chạm giúp được. Và không phải anh là người đầu tiên điện cho tôi đâu. Nhiều người cũng đặt vấn đề là xem đục chạm bao nhiêu tiền để lấy công. Nhưng mà bên tôi thì cái người thợ này thì rất hiếm. Và chúng tôi làm cho bản thân chúng tôi còn lâu, còn chưa xong nữa là làm sao nhận được bên ngoài. Cho nên đấy chính là một cái câu chuyện rất là đặc sắc về cái tính chất đặc sắc của cái hàng hóa của chúng tôi. Thế thì đây là đang vẫn để nguyên mộc, và chúng tôi khi hoàn thiện thì dự kiến là cũng vẫn là đánh trần nguyên vân gỗ và nguyên chất gỗ như thế này. Nó sẽ lên màu hơi hồng vàng, vì đây là gỗ gõ đỏ hay là còn gọi là gỗ cà te. Thế còn thì tiếng có một số khách hàng với họ gọi là gỗ bơn, thì tôi cũng không hiểu tại sao gọi là gỗ bơn. Hôm rồi có bác ở miền Tây, bác giải thích là gỗ bơn là được gọi theo tiếng của Campuchia, bởi vì cái gỗ gõ đỏ nó xuất hiện ở Lào, Campuchia nhiều, và đây là loại gỗ rất nổi tiếng. Cho nên như vậy, cho đến giờ phút này xác định là gỗ này đã có 3 tên là gỗ gõ đỏ, gỗ cà te và là gỗ bơn. Như vậy chúng tôi đã giới thiệu đầy đủ cái bộ ghế gõ đỏ này. Và đến khi nào hoàn thành xong cái phần hoàn thiện, tức là lên dầu, lên hoàn thiện, thì chúng tôi sẽ lại quay tiếp để phục vụ quý khách. Và xin báo cáo quý khách là hiện nay trong cửa hàng là đang còn một bộ, chính xác ra là còn hai bộ cột 12, nhưng mà trong đó có một bộ của khách rồi. Anh đang gửi đây đến miền đến để gửi. Chắc độ tháng sau tôi sẽ gửi vào trong Nam cho anh. Và một bộ tự do nữa, cộng với hai bộ cột 10, 8 thứ như trên hình quý vị thấy đây. Và hiện nay là trời rất là nắng, cho nên là tôi xin tạm biệt quý vị ở lại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại trong những clip sau. Quý vị nhìn thấy bản thân kỹ sư Đức bốc quát và lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại, rất là lôi thôi. Thì quý vị thật là cảm, vì góc độ nghề nghiệp thì tuy mình là sản xuất kinh doanh lớn nhưng mà phải bám sát trận địa, không một lúc nào là rời cả, lúc nào cũng phải sát tất cả các khâu trong sản xuất để đảm bảo kiểm soát được chất lượng tốt nhất và làm hài lòng quý khách ở mức độ cao nhất. Và sáng nay chúng tôi cũng mới nhận được cái sự ủng hộ của một khách hàng ở sát Mê Linh, tức là thuộc về Vĩnh Phúc nhưng mà thuộc về huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
Anh chị mới về mua một chiếc sập thờ. Đức Hiền cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.